Lời giới thiệu. Được tôn kính là hóa thân chân thật của Đức Phật Quan Âm và Đức Naropa. Đức Pháp Vương Gyawangdrupa là một danh nhân thế giới, một tác gia, nhà hành động vì môi trường và lãnh đạo phong trào bình đẳng giới. Từng đón nhận giải thưởng Liên Hiệp Quốc vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ cho những công hạnh và đóng góp vì sự phát triển bền vững. Đức Pháp Vương được tôn kính bởi thông điệp mạnh mẽ trước những vấn nạn nhân loại đang gặp phải trong thời hiện đại. Ngài là bậc lãnh tụ tâm linh của truyền thừa Phật giáo Đại Thừa, Kim Cương Thừa, Drupa, khởi nguồn từ Đại Thành Tựu Giả Naropa cách đây 1.000 năm. Truyền thừa Drupa với tôn chỉ tôn trọng sự khác biệt và tích cực phụng sự chúng sinh, thu hút khoảng 30 triệu Phật tử tín tâm trên khắp thế giới. Một số phong trào được phát động từ ý tưởng của Đức Pháp Vương Gyawangdrupa bao gồm chiến dịch lập kỷ lục Guinness về số cây trồng trong một ngày, các chuyến hành hương thường niên Ecopath Yatra để phổ biến thông điệp giáo dục về môi trường, phong trào đề cao nữ giới Chuni Kung Fu với các phóng sự được đưa tin bởi Time Magazine và BBC, trại cứu trợ đầu tiên được thành lập với quy mô lớn giải cứu chó mèo hoang đường phố, các chương trình nước sạch xuyên quốc gia, nhiều dự án cứu trợ y tế, ngôi trường Druk Padma Karupo tại Ladakh được nhiều giải thưởng quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thân thiện với môi trường và giúp cộng đồng địa phương được tiếp cận với giáo dục hiện đại. Đức Pháp Vương Gyawangdrupa cũng khởi xướng phong trào Lip to Lớp nhằm khuyến khích cộng đồng đem trí tuệ và từ bi chuyển hóa thành những thiện hạnh đối trị các thách thức mà thế giới gặp phải trong thời hiện đại. Với tôn chỉ tôn trọng sự khác biệt tín ngưỡng, văn hóa và bình đẳng giới, tổ chức Lip to Lớp quốc tế là sự kết nối các tổ chức phi lợi nhuận Lip to Lớp trên toàn thế giới cùng chia sẻ hệ thống giá trị, hợp tác đẩy mạnh các dự án xuyên quốc gia dọc vùng lãnh thổ Himalaya nhằm cải thiện chất lượng sống của 1,3 tỷ người dân nơi đây. Với tâm nguyện đóng góp vào sự phát triển Phật Pháp vì lợi ích người dân hữu tình Việt Nam, những năm qua, Đức Pháp Vương đã nhiều lần từ bi quang lâm để cử hành Đại Pháp Hội Quán Đình Cộng Đồng cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đóng góp trí tuệ và hướng đạo trong việc xây dựng nền tảng văn hóa Kim Cương Thừa, lợi ích người dân và đất nước Việt Nam. Nhiều kinh sách, tác phẩm của Ngài như Mật Pháp Nghi Quỹ Thực Hành Thường Nhật, Hành Trình Tâm Linh Siêu Việt, Macro, Bí Mật Nghệ Thuật Sinh Tử, Giác Ngộ Mỗi Ngày, Hạnh Phúc Tại Tâm, Sức Mạnh Tình Yêu Thương, Tự Truyện Pháp Ký, được biên dịch phát hành đã sách tấn và truyền cảm hứng đến đông đảo đại chúng. Cuốn sách nhỏ Thiền, Năng Lực Chữa Lành Sáng Tạo và Hạnh Phúc bạn đang cầm trên tay được biên tập từ một số trích đoạn khai thị của Đức Pháp Vương qua các tác phẩm từ tủ sách Sống Hạnh Phúc của Drupa Việt Nam. Ấn phẩm được phát hành để chào đón sự kiện Đức Pháp Vương và Tăng Đoàn Truyền Thừa Quang Lâm cử hành Pháp Hội Pháp Vũ Rồng Thiêng cầu nguyện quốc thái dân an đầu xuân Đinh Dậu 2017 tại Việt Nam. Chúng tôi xin gửi thành kính tri ân Đức Pháp Vương đã cấp bản quyền cho phép giới thiệu các tác phẩm của Ngài tại Việt Nam. Tất cả công đức tích lũy từ việc biên dịch phát hành ấn phẩm này xin hồi hướng cầu nguyện cho sự thành tựu viên mãn của Pháp Hội Pháp Vũ Rồng Thiêng cùng sự trường thọ của Đức Pháp Vương và Chư Thượng Sư Giác Ngộ. Nguyện cầu tất cả tâm nguyện và những công hạnh lợi ích chúng sinh của các ngài được nhanh chóng thành tựu viên mãn. Kính chúc quý độc giả thật nhiều hạnh phúc an lạc qua những trang sách và trên hành trình cuộc sống.